Let's go. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình nha. Và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái nhiệm vụ của những người lính Anh quốc. Thì trận này chúng ta đánh ở Pháp nha các bạn. Thì có một tập mình nói với các bạn là đánh ở Đức, nhưng mà thật ra là không phải, hay mình lộn, mình nhầm thôi. Thật ra là hôm nay là mình đánh ở Pháp thôi, chứ không phải ở Đức đâu nha. Sách gì đây? Nhìn mình cứ tưởng là sách Playboy chẳng hạn. Rồi, ở đây thảy cho mình khẩu côn nè, có nên lấy không ta? Lấy khẩu côn để bắn thử đi ha. Có mười mấy viên à. Nó bắn ai vậy kìa? Khoan, để mình chỉnh cái lo lại cái đã. Mình chơi game mình thích nghe lâu ngoài các bạn, mình không thích đeo tai nghe. Ok, có một thằng nó đang ôm khẩu súng máy MG42 các bạn. Mình tỉa như thế này có trúng không ta? Mù nè. Đúng là có một bạn comment với mình là nói game này dìm hàng lính Đức. Mình thấy rất là chính xác. Nó dễ mấy thằng lính Đức này mập mập sao á, béo phì. Ê, lựu đạn, ê. Cái gì vậy? Tại sao thằng lính Đức đó lại vượt qua được cái phòng tuyến của mấy bộ mình? What the hell? Cái gì thế này? Ủa, mình đang ở đâu vậy? Bộ ơi, mày chết tao mừng lắm bộ ơi, mày thảy tao cái súng. Má ơi, mấy bộ mình vô dụng ghê luôn á. Chưa gì chết hết rồi kìa. Lấy được khẩu này quá mừng luôn các bạn. Ê! À, Captain Ryan này cài bẫy mình. Thảy cho mình nguyên quả. Nguyên một cái củ khoai lang. Để cho mình đạp vô. Đậu xanh nó. Tiger kìa các bạn ơi. Bọn nó có Tiger. Oh my god. Các đồng chí cứ bình tĩnh. Để mình kìa tìm cái khẩu mà bazooka cái đó. Ây da. Mày định cận chiến tao hả con? Rồi, có bazooka rồi. Tiger hả? Tiger. Ây da. Dở. Ô, nó lên trên đây tới chờ nó bắn mình luôn. Đu. Khẩu bazooka này cản chiến ghê vậy. Các bạn xem nè. Đó. Đập bóp bóp vậy nè. Mình mới phát hiện luôn á. Đó, Tiger hả? Tiger thì chỉ cần một phát bắn ngay hông thôi. Những cái chiếc xe tăng, cái phần giáp yếu của nó là nằm bên hông các bạn, dưới sau đít, dưới trên nóc. Nó ba cái địa điểm đó đó. Là nơi mà có giáp bọc giáp yếu nhất. Còn mặt trước của chiếc xe tăng lúc nào cũng dày nhất hết trơn á. Mặt phía trước này nè. Là phần khó sơ nhất. Oh no. Trời. Thôi rồi. Lọt ổ rồi. Lọt ngay ổ phục kích các bạn. Mời tụi nó ăn phai tây cái đã. Có thằng. Chưa chết. Hello. Ây da. Hết đạn. Súng này súng hiếm, phải tiết kiệm đạn thôi. Trên lầu kìa. Trên cửa sổ. Rồi, cho mày củ khoai lang dài luôn. Chết rồi đó. Nhiêu đó thôi là đủ thấy rồi, chết rồi đó. Mình phải dọn mấy cái nhà này mới được. Đi qua từng nhà một.
Oh, Captain Wright. Wow. Cái gì thế này? Quá gắt các bạn ơi. Tại sao các bạn lại gắt gỏng đối với mình như vậy? Hello. À, đậu xanh khẩu MG nó chĩa thẳng vô mặt mình nó bắn. Wow. Rồi còn bạn nào nữa không? Cái làng này đánh quá dữ dằn các bạn. Cái làng này bắn rất là căng luôn. Cái thị trấn chứ. Có ai đây không nè? Không. Đổi này đi. Lấy khẩu MB này nó an tâm hơn cái khẩu mà Stan mình đang cầm nãy giờ. Qua đây. Bên đây hình như mình xử rồi mà phải không? Chị qua đây tiếp. Ok, mình đúp. Oh no, xe bọc thép các bạn ơi. Mù nè. Bồ, nấp đi. Hãy nấp đi. Bồ mình thông minh ghê. Đã thấy khẩu MG42 rồi mà còn xông lên nữa. Nằm đó đi nha. Anh đi mua khẩu trang cho. Ê. Đậu xanh bắn lộn bồ. Tại sao thế nhỉ? Trên đây có ai? Có kìa. Bay cái nón, bay cái nón. À, bọn nó núp ở đằng sau hàng cây. Chỗ cái cây đó nhiều ghê luôn á. Hết đứa này tới đứa khác ra. Đông vậy ta? Đông vậy? Trời. Đạn của mình có hạn nha các bạn. Các bạn ra vừa phải thôi. Rồi. Chết rồi, phải kiếm thằng bồ chết mới được. À, đây 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 đây, có sẵn. Rồi, chúng ta sẽ qua bên này. Ủa bên đâu, đừng đi đâu. Rồi, mở cổng. Dạ. MG42 trên lầu. Mình phải công nhận một điều đó là các bạn, đó là chiến tranh thế giới thứ hai là lính Đức là súng của họ là chất lượng dữ dằn luôn á. Súng của Đức là lúc nào cũng chất lượng hết. Cái gì thế này? Đậu xanh sao đông vậy? Đông ghê luôn á. Good. Now check the barn. Rồi lên lầu. Chết câu còn có phòng nào cho mình không? Buồn ngủ lắm rồi đó. Phòng này được nè. Ê. Giờ chúng ta phải nhảy qua một cái nhà khác các bạn. Wow. Chúng nó ném khoai lang quá nhiều.
À, súng của Đức quá chất lượng. Từ súng tiểu liên cho tới súng máy quá dữ luôn. Súng bắn tỉa cũng dữ nữa, súng trường cũng dữ nữa, súng lục gì, cái gì cũng tốt hết. Rồi chúng ta đã phá xong cái đài radio của tụi nó. Giờ mình phải làm gì đây? Hình như chúng ta sẽ phòng thủ. Quá dữ. Wow. À trời ơi, tụi nó đông kìa. Đông quá. À. Trời ơi, xe tới luôn kìa. Tụi nó chở nguyên một xe đầy lính. Còn mày xông vô, xông vô. Oh my god. MG42 xả đạn. Xả hàng. Mình bắn như vậy đó nhưng vẫn có đứa lọt vô được nha. Nhiệm vụ mình là cầm khẩu này, còn ở dưới là bồ lo nha các bạn. Mình sẽ phòng thủ coi có cái đám nào muốn chạy vô là mình xả vô cái đám đó là chết hết. Kìa. À, tốc độ xả đạn quá nhanh. Mình chỉ cần canh cái đường tụi nó đi thôi, mình nhấp chuột dính luôn là có thể khử hết tụi nó rồi đó. Lọt vô. Bọn mày nhấp chèo tường nhiều nhà của anh. Rồi Tiger tới nữa các bạn ơi. Không xong rồi. Mấy chiếc Tiger này tới là thấy mệt rồi đó. Ôi nó bắn. À. Oh my god. Rồi té luôn rồi. Chiếc Tiger này quá khủng khiếp. Có máy bay nữa kìa. Đổi sang súng trường này để tỉa tụi nó chứ. À, lại là MG. Very good. Trời ơi, máy bay của ai ghê vậy? Ủa xong rồi đó hả? Yeah, chúng ta đã phòng thủ chỗ này xong rồi. Hình như nãy là có máy bay của bồ thả bom phá hủy cái chiếc Tiger đó nha. Xong chưa, nhiệm vụ chúng ta xong chưa? Yeah, chúng ta đã chiếm được cái thị trấn này và mở đường cho quân Anh tràn vô. Wow. Ok, thì cái tập hôm nay tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Các bạn nhớ like cũng như là subscribe channel của mình nha. Ok, bye mọi người.